Thưa quý vị, quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ luôn dành nhiều quan tâm, ưu tiên cho giáo dục, đặc biệt đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 5 năm trở lại đây được huyện tập trung rất lớn. Trong đó, huyện Đất Đỏ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giáo dục một cách đồng bộ, hài hòa, phân bố đều khắp các địa bàn, đảm bảo sự công bằng cho tất cả học sinh, giáo viên, vùng trung tâm huyện lẫn vùng ngoại vi, nằm xa trung tâm. Nằm xa trung tâm huyện từ năm học 2018-2019, trường tiểu học Long Tân, huyện Đất Đỏ hoàn thành sửa chữa nâng cấp, bổ sung thiết bị, sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường hiện có 17 lớp phục vụ 585 học sinh, phương tiện thiết bị thực hành môn tin học ngoại ngữ được bổ sung đầy đủ. Trường còn được đầu tư riêng phòng máy soạn giảng cho giáo viên. Các thiết bị và đồ dùng dạy học hiện nay được cấp phù hợp với từng môn học và từng đối tượng học sinh ở các khối lớp. Chính vì vậy đã tạo điều kiện cho các em lĩnh hội được kiến thức mới một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Về cái trang thiết bị dạy học thì cơ bản cũng đáp ứng được cái công tác dạy học, phục vụ được cái việc dạy học của giáo viên, nhằm tạo cho học sinh hứng thú trong quá trình học tập. Năm học 2021-2022, trường trung học cơ sở Châu Văn Biết ở xã Phước Hội được xây dựng bổ sung khu thực hành thí nghiệm. Khối phòng nghe nhìn có đầy đủ trang thiết bị kết nối thông suốt mạng Internet. Giờ học tiếng Anh đã trở nên sôi động, hứng thú với cô và trò. Ba phòng thí nghiệm để học các môn khoa học tự nhiên, hóa lý, sinh công nghệ có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Vì vậy, 2 năm học trở lại, trường Châu Văn Biết không còn cảnh dạy và học chay trên lý thuyết. Bởi vì khi có đầy đủ đồ dùng thì cái người dạy mới thực hiện được cái quá trình dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Rồi học sinh nó được kích thích cái tính tò mò học hỏi, nó được có cái hình ảnh trực quan sinh động thì học sinh nó sẽ khắc sâu được cái kiến thức lâu hơn và qua đó cũng rèn lại cho các em có kỹ năng thực hành nhiều hơn. Thì hiện nay là cái trang thiết bị đã được cung cấp tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt cho cái nhu cầu dạy học và theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Trường lớp không ngừng được xây dựng bằng ngân sách tỉnh. Năm học 2022-2023, huyện Đất Đỏ đưa vào hoạt động điểm trường mầm non liên xã Long Mỹ Phước Hội tại xã Long Mỹ với quy mô 8 nhóm lớp, tổng mức đầu tư trên 31 tỷ đồng. Trường mầm non Lộc An tại xã Lộc An, quy mô 12 nhóm lớp, tổng mức đầu tư hơn 54 tỷ đồng. Thì có được cái cơ sở vật chất như thế này, cái thứ nhất là đáp ứng được cái nguyện vọng của phụ huynh. Cái thứ hai là cho con em của mình nó có một cái cơ sở khang trang để phục vụ người dân địa phương. Cái quan trọng nhất là cái việc mà lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo huyện cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ cho người dân và con em của địa phương chúng ta. Hiện nay, huyện Đất Đỏ có 11 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông. Trong số này, 25 trường đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, ngành giáo dục cũng chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban dân huyện tăng cường bổ sung thêm các phòng học, phòng chức năng, sửa chữa kịp thời trường lớp xuống cấp, không còn phù hợp quy cách, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị giảng dạy, học tập. Để phục vụ cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài cái việc mà khai thác sử dụng các cái trang thiết bị dạy học hiện có, thì ngành cũng đã tham mưu huyện đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học cho khối lớp 2 và khối lớp 6. Đối với các khối còn lại thì ngành cũng đang tiếp tục tham mưu để mua sắm theo lộ trình. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học ngày càng khang trang, đầy đủ, càng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, học sinh huyện Đất Đỏ thi đua dạy tốt, học tốt. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp của Đất Đỏ hiện đạt 95,9%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,1%, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường đạt 99,9%, riêng học sinh 6 tuổi đạt 100%, 100% học sinh trung học cơ sở hoàn thành bậc học, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm hơn 98%.